Chào tất cả các em. Sau đây là chuyên đề bài tập về kim loại và phi kim. Dạng 1 là viết phương trình hóa học. Câu 1. Trong quá trình sản xuất gang thép, tách tư xích oxide bằng phương pháp nhiệt luyện có thể gây bầu ô nhiễm cho bầu khí quyển không? Và giải thích. Thì cái quá trình sản xuất thép gang là dùng CO cộng với Fe2O3. Nhiệt độ tạo thành 2Fe3 CO2, khí CO2 thoát ra. Còn để sản xuất kẽm từ xích oxide ZnO tạo thành Zn và CO, thì chúng ta thấy rằng hai khí CO và CO2 sẽ gây ô nhiễm. Môi trường trong bầu khí quyển. Câu 2. Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho Zn tác dùng với O2, với dung dịch H2S4 loãng và với dung dịch CuS4. Kim loại tác dùng với oxy tạo thành oxit. Zn có hóa trị 2, vì vậy tạo thành ZnO. Các em cân bằng phương trình. Chẳng lẽ O2 là 2 bên này, O1, vì vậy chúng ta thêm 2, thì có nghĩa là 1 được O2 và 2 Zn. Các em số 1 có thể viết hoặc không viết, và ta viết vào cũng không cần gì cả. Phương trình thứ hai, các em là kim loại đứng trước H, vì vậy phản ứng được với H2SO4 loãng tạo thành muối ZnSO4 và H2. Phương trình từ cân bằng, Zn đứng trước Cu, vì vậy phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo thành ZnSO4 và Cu. Phương trình cũng từ cân bằng. Tính chất của kim loại tác dụng được với phi kim, tác dụng với axit. Kim loại đặc biệt O, phi kim này tạo ra oxide. Kim loại tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Điều kiện kim loại ở muối và H2. Kim loại phải đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học. Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và kim loại mới. 3. Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho kẽm đông tác dụng với khí oxygen. Thì chúng ta có Zn cộng với O2 tạo thành ZnO. Các em vừa viết xong ở bài 2. Cu cộng với O2 tạo thành CuO. Cân bằng hoàn toàn tương tự. B là kim loại Mg và Zn tác dụng với S. Mg phản ứng với S tạo thành muối sulfide. Nhiệt độ tạo thành MgS. Phương trình từ cân bằng, Zn cộng S cũng tạo thành muối ZnS. Hơi nước tác dụng với sắt ở nhiệt độ cao. Hơi nước là H2O ở thể khí tác dụng với Fe tạo thành Fe3O4 và H2. Các em cân bằng, chúng ta có thể lấy làm chuẩn những nguyên tố nào một nơi về một nơi mà hệ số nó lớn. Vậy chúng ta nhìn thấy ở đây là O. O đây. Vì vậy, các em sẽ thêm 1 ở đây và thêm 4 trước H2O. 1 thì Fe là 3 ở bên phải thì bên trái cũng là 3. 4H2 ở bên trái thì 4H2 ở bên phải. Phương trình đã được cân bằng. Kim loại magnesium vào dung dịch hydrochloride rich acid Mg phản ứng với HCl tạo thành muối. Mg có hóa trị 2, Cl hóa trị 1. Vậy MgCl2. Phương trình cân bằng, các em thêm 2 trước HCl. Câu 4. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình xảy ra nếu có khi đốt dây sắt
trong khí clorin. Fe phản ứng với Cl2 tạo thành FeCl3. Các em cân bằng theo chậm lẻ, ở đây số chậm và đây lẻ chúng ta thêm 2. Vậy Cl2 sẽ là 3 và Fe sẽ là 2. B cho đinh sắt là Fe vào dung dịch copper 2 chloride. CuCl2 tạo thành đứng trước đẩy đứng sau ra khỏi muối. Và phương trình từ cân bằng cho bạc và silver vào dung dịch magnesium chloride. Bạc là Ag vào dung dịch MgCl2 sẽ không xảy ra phản ứng bởi vì Mg đứng sau. Vì Ag đứng sau Mg hoặc là yếu hơn Mg, không đẩy được. Dễ cho màu natri hay là sodium vào dung dịch CuSO4, sau đó có thêm vài giọt phenol phthalein. Thì natri là kim loại phản ứng được với nước ở điều kiện thường, do đó khi vào dung dịch thì đầu tiên natri sẽ phản ứng với nước tạo thành NaOH và giải phóng H2. Sau đó NaOH sẽ phản ứng với CuSO4 tạo thành CuOH 2 lần cộng với Na2SO4. Các em cân bằng theo nhóm nguyên tử, có hai nhóm OH thì hai NaOH sẽ một Na2SO4 và sẽ một Cu. Bây giờ chúng ta sẽ nêu hiện tượng và viết phương trình dự đoán hiện tượng. Thì ở đây là có khói hiện tượng khói màu nâu tạo thành. Còn hiện tượng khi cho đinh sắt vào dung dịch CuCl2 thì chúng ta sẽ thấy rằng Fe tan dần. Có lớp kim loại đồng màu đỏ bám lên thanh sắt, đinh sắt. Các em có thể xem video thí nghiệm ở trong kính nhé. Lớp kim loại màu đỏ là của Cu bám lên đinh sắt và dung dịch có màu xanh nhạt dần. Còn câu C thì sẽ không có hiện tượng. Còn D là kim loại natri tan, có khí thoát ra và dung dịch hỏa hồng. Ở đây xuất hiện kết tủa màu xanh. Tiếp tục, câu 5, dự đoán hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học của phản ứng nếu có trong các thí nghiệm. Một, rót dung dịch H2SO4 loãng vào 3 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 ml, lần lượt cho vào mỗi ống nghiệm một mẫu kim loại trong số 3 kim loại sau. Thì khi cho Mg vào thì Mg sẽ phản ứng với H2SO4 tạo thành MgSO4 và H2. Al phản ứng với H2SO4 tạo thành Al loãng,
Al2 tạo thành muối của kim loại hóa trị 3 và H2. Các em cân bằng theo nhóm nguyên tử có 3 gốc SO4, vì vậy lấy 3, lấy 1, Al sẽ là 2 và 3H2. Zn phản ứng với H2SO4 tạo thành ZnSO4 và H2. Vậy hiện tượng quan sát được cả ba ống nghiệm này đó là đều có khí thoát ra, kim loại bị tan và có khí thoát ra. Câu 2 là cho viên kẽm vào dung dịch chứa AgNO3. Thì Zn đứng trước mạnh hơn Ag, vì vậy sẽ đẩy được Ag ra khỏi muối tạo thành Zn NO3. Các em phải viết đảm bảo hóa trị tất cả 2 lần, vì Zn hóa trị 2, NO3 hóa trị 1 cộng với Ag cân bằng phương trình thêm 2. Hiện tượng là thấy xuất hiện kết tủa. Có lớp chất rắn. Bám vào viên kẽm. Thực ra nó màu xám xám ấy. Ba. Rót vào 3 cốc thủy tinh loại 100 ml, mỗi cốc 25 ml nước cất, rồi cho một trong số 3 kim loại Cu, Fe và Ca vào. Thì ở đây chúng ta thấy Cu và Fe không phản ứng với nước, vì vậy sẽ không tan, kim loại không tan, không bị hòa tan. Còn Ca là kim loại phản ứng được với nước theo phương trình Ca hóa trị 2 tạo thành base CaOH2 lần và giải phóng khí H2. Các em cân bằng thêm 2. Vậy hiện tượng ở đây là kim loại tan và có khí thoát ra. Có bọt khí thoát ra hoặc khí thoát ra cũng được. Tiếp tục câu số 6, viết phương trình hóa học xảy ra khi cho lần lượt các kim loại Zn, Al, Cu tác dụng với oxygen. Chúng ta viết lại một lần nữa. Zn cộng với O2 tạo thành ZnO. Em cân bằng phương trình thêm 2. Al cộng với O2 tạo thành Al2O3. Al hóa trị 3, chẵn lẻ thêm 3, thêm 2, 3, thêm 4 trước Al. Cu cộng với O2 khi nung nóng tạo thành CuO, cân bằng tương tự như Zn. Còn cho 3 kim loại tác dụng với khí clorin thì Zn phản ứng với Cl2 tạo thành ZnCl2. Phương trình đã từ cân bằng Al phản ứng với Cl2 tạo thành AlCl3, tạo thành muối nhôm và có hóa trị 3. Các em sẽ cân bằng chẵn lẻ thêm 3 và thêm 2 và thêm 3. Vậy Al thêm 2, Cu phản ứng với Cl2 tạo thành CuCl2. Phương trình từ cân bằng C nhỏ lần lượt cho 3 kim loại đó phản ứng với H2SO4 loãng, thì Zn phản ứng với H2SO4 loãng tạo thành ZnSO4 và H2. Phương trình từ cân bằng Al phản ứng với H2SO4 loãng tạo thành Al2SO4 3 lần và H2, cân bằng nhóm nguyên tử các em thêm 3, 3 và 2. Còn Cu phản ứng với H2SO4 thì phản ứng không xảy ra. Không phản ứng. Còn trường hợp cho lần lượt các kim loại này vào
FeSO4 thì ZN đứng trước sẽ phản ứng với FeSO4 tạo thành ZnSO4 và Fe. Al cũng đứng trước Fe, vì vậy sẽ đẩy được Fe ra khỏi muối, tạo muối hóa trì hạt 3. Cho nên công thức sẽ là Al2SO4 3 lần cộng với Fe, các em cân bằng thêm 3, thêm 2 và thêm 3. Còn Cu đứng sau Fe, vì vậy sẽ không đầy được. Do đó phản ứng hóa học sẽ không xảy ra. Vậy khi phản ứng chúng ta sẽ nhớ điều kiện. Kim loại đứng trước thì đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối với điều kiện kim loại đó không tác dụng được về nước ở điều kiện thường. Kim loại tác dụng với axit để giải phóng H2 thì điều kiện đứng kim loại phải đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học. Câu 7. Dựa vào dãy hoạt động hóa học, hãy hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra sau nếu có ZN cộng với HCl tạo thành ZnCl2, vì ZN đứng trước H và H2. ZN đẩy được Mg ra khỏi muối tạo thành ZnSO4 và Mg, phương trình từ cân bằng. ZN đẩy được Cu ra khỏi muối tạo thành Cu, ZnSO4 và Cu, phương trình cũng từ cân bằng. Còn ZN phản ứng với FeCl2 tạo thành ZnCl2 và Fe. Vậy cả bốn cái phản ứng hóa học này đều xảy ra. Câu số 8. Hoàn thành các phương trình hóa học sau. Ca phản ứng với nước tạo thành CaOH2 lần và giải phóng H2. Các em cân bằng thêm 2. Fe cộng HCl tạo thành FeCl2 và H2. Zn cộng với CuSO4 tạo thành ZnSO4 và Cu, phương trình C từ cân bằng. Đến đây thì chúng ta biết nhiều, cảm thấy rất là dễ. Kim loại mà tác dụng được với nước là ná, ca, ca, ba. Ná, ca, ca, ba. Câu 9. Hoàn thành các phương trình hóa học sau nếu có Fe cộng HCl, FeCl2 cộng với H2. Cu sẽ không phản ứng được với HCl. Mg phản ứng với H2SO4 loãng tạo thành MgSO4 và H2. Cu sẽ không phản ứng được với H2SO4. Mg đẩy được Cu ra khỏi muối tạo thành MgNU3 tất cả hai lần cộng với Cu. Ca rồi B của sữa thành Ba, ta viết chất tương tự đấy nhá, tạo thành BaOH2 lần cộng với H2 bằng thêm 2. Còn vàng sẽ không tác dụng được với nước thì thực tế chúng ta cũng đã biết. Câu 10. Viết các phương trình hóa học để hoàn thành chuỗi phản ứng Al mới chuyển sang O2. Al2O3 thì cộng O2 tạo thành Al2O3. Các em sẽ cân bằng thêm 2, thêm 3 và thêm 4. Từ Al2O3, oxit mà muốn về muối thì phải tác dụng với một phần chứa Cl và phải là axit, thì đấy là HCl tạo thành AlCl3 và H2O. Các em cân bằng thêm 2, thì đây là 1 và 6 HCl3 nước. Tương tự như vậy ở dãy B, ZN cộng với O2 tạo thành ZNO. ZNO sẽ phản ứng với H2SO4 loãng tạo thành ZnSO4 và H2O, phương trình từ cân bằng. Phương trình C từ Na mà để tạo thành NaOH thì Na sẽ tác dụng với nước tạo thành NaOH và giải phóng H2. Các em cân bằng thêm 2, 2O thêm 2. Và ở đây là 2 Na.
NaOH phản ứng để tạo thành Na2SO4 thì phản ứng với một thành phần phải chứa nhóm SO4 và sản phẩm sinh ra phải có kết tủa. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ dùng với muối CuSO4 chẳng hạn để tạo thành CuOH 2 lần và Na2SO4. Cái này thỏa mãn về điều kiện kết tủa, còn nếu không có kết tủa thì phản ứng sẽ không xảy ra. Vậy cô đã hướng dẫn các em viết một số phương trình để ghi nhớ tính chất hóa học của kim loại. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Tạm biệt các em.